trong video trước á, mình đã hướng dẫn các bạn đi khắc phục cái hiện tượng mà điện thoại di động hay smartphone á, nó bị pin phù pin phồng. Cái nguyên nhân mà cái pin trong điện thoại bị phù bị phồng lên đó các bạn, là nguyên nhân thường xuyên á, là các bạn vừa cắm sạc nè, các bạn hoạt động liên tục nha, không cho pin nó nghỉ, nó hoạt động liên tục, nó nóng, hoặc là nhất là các bạn hay chơi game á, các bạn cắm sạc vừa chơi game. Nó sẽ làm cho cái điện thoại của các bạn á, nó bị nóng lên nha. Nóng lên đồng thời cục pin á, nó sẽ nạp xả, nó vừa nạp vừa xả, là vì mình vừa cắm điện thoại các bạn, cắm sạc vô á. Nó vừa nạp vừa xả liên tục, nên nó sẽ pin bên trong nó nóng nha các bạn. Nóng xong rồi sau đó nó sản sinh ra không khí bên trong nha các bạn. Nó làm cho cái pin nó càng ngày càng phù lên. Nó phù á, nó sẽ ảnh hưởng đến cái điện thoại của các bạn nè. Thứ nhất á, là nó làm cho cái điện thoại của bạn, cái sườn nè các bạn, cái sườn hoặc là cái màn hình cảm ứng nó bị, nếu mà trường hợp mà nó cái viền của bạn á, nó bị dán keo nha các bạn, nó sẽ bung ra, nó đổi là keo nó sẽ bị hở màn hình nha các bạn. Thứ nhất là bị hở màn hình đó. Cái thứ hai, nó làm cho màn hình các bạn á, điện thoại nè, nó xuất hiện đốm nha các bạn. Để mình mở lên cho các bạn thấy. Các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, nó xuất hiện một cái đốm màu xanh xanh đó. Nguyên nhân đó là cho cái màn hình nha các bạn, màn hình là LCD, chính là cái màn hình tinh thể lỏng bên trong á. Thì khi mà các bạn dùng một cái lực để mà các bạn tác động vô màn hình đó, tạo hình LCD đó, là nó sẽ, các bạn thấy đốm mực nha các bạn. Tại vì cái bên đây á, mình có gắn ký cường lực á, chứ nếu mà các bạn cái màn hình bình thường á, các bạn hay nhất là cái màn hình máy tính nhà, máy tính bấm á, các bạn ấn vô á, là các bạn sẽ thấy xuất hiện mực nha các bạn. À, các bạn lấy tay á, các bạn ấn vô trong màn hình cái máy tính tiền, máy bấm á, màn hình LCD á, các bạn nhìn thấy có đốm mực ở đây nè. Là tất nhiên là cái nguyên nhân á, là do cường tác động lực ở đây. Cái màn hình LCD á, tinh thể lỏng bên trong nha các bạn, chứ không phải là cái máy nó thở rắn nha, nó thở lỏng. Các bạn ấn vô là mực nó chảy ra nha các bạn, nó loang ra, mà các bạn rút tay ra thì cái mực các bạn nó sẽ gom lại nha các bạn, nó lấp đầy lại, là nó hiển thị lại bình thường y hệt như ban đầu lúc đầu nha các bạn. Nên cái nguyên nhân á, mà cái màn hình nó bị đốm mực á, là do cái pin phù nè, nó ép, nó đẩy lên làm đổi cái màn hình. Nếu mà trường hợp để lâu là nó bị hư cảm ứng lên màn hình luôn nha các bạn. Nên các bạn cứ cẩn thận nha. Có một số máy nó pin đó các bạn không để chú ý, pin nó phù lên, nó đổi dày lắm rồi. Nên hiện tượng này mình phải xử lý. Thứ nhất là các bạn ra ngoài, ví dụ các bạn dùng cái máy iPhone đó, iPhone như ở đây iPhone 4S ha, hoặc là các bạn dùng cái máy 6S, 8S hoặc là cái máy đời nào các bạn, thì các bạn dùng xài pin đó cho mình nha các bạn. Các bạn ra cái điện thoại á, mua cái pin khác cho mình nha. Để đây mình sẽ tiến hành mình mở cái điện thoại ra nha các bạn. Ở dưới đây cái điện thoại iPhone các bạn thì nó tự sử dụng hai loại. Ở đây mình dùng mic sao nha các bạn, mic sao để mở hai ốc đít nha. Vào dùng mic ba ke. Em tiến hành mình mở ốc ra nha các bạn. Trong cái video trước nha các bạn, mình đã hướng dẫn các bạn chữa cháy pin phù, pin phồng á, trong cái dòng điện thoại khác nha, smartphone bất kỳ á, như Samsung, iPhone hoặc là cái máy mà Apple, Nokia, nói chung bất kỳ hãng nào nha các bạn. Để các bạn mở ra nè các bạn. Đây các bạn thấy pin phù không? Nếu mà trong trên cái này nè các bạn. Cái này socket pin nha các bạn. Nếu mà các bạn có thấy mà có hàng ốc á, thì các bạn mở ra nha. Cái dây trong máy này không có ốc nha các bạn, thì mình mở ra luôn nha các bạn. Rồi gặp cái trường hợp nha các bạn, pin phù thì các bạn tắt nguồn đi nha. Để mà xử lý hiện tượng này thì các bạn chỉ cần ra cái cửa hàng điện thoại di động, mua pin khác cho mình nha, pin iPhone của cái dòng máy nào thì các bạn cứ ra mua y hệt dòng máy đó rồi các bạn vừa thay nha các bạn. Còn trường hợp này mình sẽ, rất nhiều bạn có hỏi mình thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách
mà chữa cháy cái cục pin phụ này, chữa cháy để mà các bạn sử dụng thời gian ngắn rồi các bạn, tốt nhất là sau đó là các bạn đủ thời gian các bạn ra mua, nên mua một pin mới và thay nha các bạn. Không nên, mình nói chung mình khuyến cáo là không nên sử dụng pin phụ để mà sử dụng lâu dài nha các bạn. Rất nhiều bạn dùng iPhone á hỏi mình nên giờ mình sẽ làm luôn nha các bạn. Rồi các bạn tắt nguồn đi nha. Cái trường hợp mà pin phù này các bạn, thứ nhất là các bạn nên để như vậy nha các bạn. Nên để như vậy rồi các bạn xài cho cạn pin nha các bạn. Tắt màn hình luôn nha. Cái việc trước tiên cần làm để tránh nguy hiểm nha các bạn là các bạn xả hết pin cho mình nha, là các bạn lấy cái điện thoại này nè, các bạn xài hết cho nó cạn pin luôn nha các bạn. Còn cái nào ở trên đây nó còn ví dụ 100% pin là pin đầy đi, các bạn xài cho 0% nha các bạn, mở nguồn không lên nha. Nhớ nha các bạn, các bạn xả hết pin trong điện thoại đi nha các bạn, cho bằng không nha. Rồi các bạn sau đó các bạn tắt nguồn, ví dụ màn hình nó không lên thì mình ví dụ màn hình nó không lên nha. Rồi các bạn tắt ra. Bạn tắt cái pin phụ ra nha các bạn. Mình cái này mình hướng dẫn cho các bạn chữa cháy nha. Đây là các bạn thấy pin nó phụ lên nha, không khí nó vô nha. Không khí nó phụ lên nè. Cái việc đơn giản của mình các bạn á, chỉ cần làm là dùng một cái con dao mổ cho mình. Dao mổ á. Rồi các bạn nè, các bạn bóp nè. Các bạn quan sát nè các bạn. Các bạn bóp thấy không khí không? Không khí nó cái này phù nè. Ở trên này cũng vậy nha các bạn. Rồi các bạn kiểm tra các bạn. Nhớ nha các bạn. Các bạn thứ nhất là các bạn xả hết pin, xả cạn pin cho mình nha. Không thôi nó còn pin nó nguy hiểm nha các bạn. Cái vấn đề thứ hai á là các bạn rạch, lấy cái dao nè các bạn, dao mổ các bạn rạch một đường nhỏ cho mình nha. Lỗ nhỏ thôi. Mà các bạn bóp á, nên bóp tại vì cái phần nhô cao nhất của cục pin đó các bạn. Là các bạn lùa cái không khí ép vô phần chính giữa nha các bạn. Rồi các bạn lấy một đường các bạn rạch một cái lỗ ngay chính giữa cho mình nha. Tại vì rạch và cái phía này á, là nó sợ nó chạm hay cực âm dương á, là nó sẽ cháy nổ pin nha các bạn. Cái đó nguy hiểm nha, rất nguy hiểm. Rồi các bạn cứ dồn nè, dồn không khí vô phía giữa ngay chính giữa. Dồn không khí chính giữa. Rồi các bạn lấy cái dao mổ nè, các bạn rạch một đường nhỏ cho mình. Đừng rạch sâu nha các bạn, rạch trong cái phần vỏ thôi cho nó có không khí nó thoát ra thôi nha các bạn. Các bạn bóp nè, bóp cho nó ép không khí nó vô. Ép cho nó phình lên như thế này nha các bạn, phình lên. Rồi bạn lấy cái dao mũi dao. Bạn rọc nhẹ thôi nha các bạn. Cho cái không khí thoát ra thôi. Rồi bạn ép đẩy không khí cho nó ra ngoài nha các bạn. Bạn chú ý nha. Không được rạch sâu quá, đâm sâu quá nha các bạn. Các bạn rạch hờ thôi. Để cho không khí nó ép ra thôi. Rồi các bạn thấy không? Nó xẹp rồi nè các bạn. Rất dễ nha các bạn. Nè các bạn thấy xẹp không? Lấy tay các bạn miết hết nha, miết cho cái không khí nó thoát ra ngoài. Đây là không khí nó không phình nữa nha các bạn, thấy không? Đây làm cực dễ nha các bạn. Các bạn thấy model nào á? Cái này trường hợp này á, mình sẽ nói cho các bạn, ứng dụng là chỉ có dùng trong mấy cái trường hợp mà cái loại pin á mà có cái không khí á, các bạn như bóp chính giữa nè các bạn, nó có không khí nó phình ra ngoài, phình to ra ngoài thôi. Chứ không áp dụng cho các bạn bóp chính giữa mà nó cứng nha các bạn. Cứng là các bạn không nên làm nha. Tuyệt đối không nên làm cho mình. Mà chú các bạn chú ý á, rạch một đường nhỏ bên ngoài cho mình thôi. Rạch đường nói chung viền bên ngoài á, mà các bạn cái bóp càng phồng càng tốt nha. Dồn cho không khí nó phồng lên á, rồi các bạn rạch một đường nhỏ chút xíu thôi, khoét lỗ nhỏ. Rồi bạn lấy tay miết làm cho không khí nó thoát ra ngoài. Ở đây nó có các bạn thấy không, nó thoát ra ngoài hết rồi nha các bạn. Nó còn không bụi phồng nữa nha các bạn. Không còn như miết hai bên luôn nha. Các bạn thấy không, pin nó xẹp rồi nha các bạn. Nó xẹp là hoàn toàn. Ok. Đây mình sẽ lấy một cái thanh kim loại nha các bạn. Còn các bạn nhìn thấy không? Đây nè. Mình sẽ đo so cái chiều nha. Các bạn thấy nó bằng phẳng không? Là chứng tỏ là cái không khí nó đã thoát ra ngoài rồi nha các bạn.
Đây là hai bên luôn nha các bạn. Đây nè. Bên này ok nha các bạn. Khi cái pin nó cục pin nó xẹp là không khí thoát ra ngoài các bạn. Một số bạn á nói chung không biết về gì về kỹ thuật, các bạn nói bên trong là khí độc rồi rất nhiều không khí tùm lum hết. Cái đó là hoàn toàn sai lầm nha các bạn. Tại vì cục pin này người ta sản xuất ra, người ta đã tính toán kỹ hết rồi. Người ta đã tính toán dự phòng nếu mà khí độc quá là chắc chắn là cái cục pin này nó sẽ, cái nhà mà nhất là các nhà chế tạo của Mỹ hoặc châu Âu á là chắc chắn nó không cho sản xuất mấy loại pin này nha các bạn. Nên đây là cái một cái chia một cái cách để mà các mình hướng dẫn các bạn á, để các bạn ở nhà các bạn thử ở nha bạn. Chữa cháy thôi, mình khuyến cáo nha, nên chữa cháy không có xài thời gian lâu nha các bạn. Các bạn xài smartphone, nhất là mấy hiện nay á, pin lithium á các bạn, cái dung lượng lớn á, càng ngày nó sẽ càng phát triển, cái dung lượng càng lớn thì nói chung nó chế tạo những loại này nha các bạn, không khí bên trong nha các bạn, nên các bạn có thể chữa cháy. Tất cả các điện thoại trên thị trường như Huawei, Samsung, Nokia, iPhone, nhất là iPhone nè, các bạn rất nhiều bạn hỏi với mình á là nhất là cái dòng 5S nè, 6S nha, rồi mấy các bạn bên ấy là các bạn hỏi là có thể khắc phục được không, thì mình nói làm xài tạm được vẫn ok nha các bạn. Đây mình sẽ làm trên dòng 4S nha các bạn, cái này bình thường hết nha, hoặc là máy tính bảng á, iPad nhá. Rồi các bạn, sau khi các bạn làm xong cái này á, các bạn thấy một cái lỗ nè các bạn, một là các bạn để nguyên nha, hai là các bạn có thể dùng một cái băng keo, thứ nhất là dùng băng keo cách nhiệt nha các bạn, các bạn dùng băng keo cách nhiệt cho mình nha, các bạn dán lại nha, hoặc là nếu các bạn không dùng băng keo cách nhiệt các bạn dùng băng keo thường cho mình được, băng keo trong nè các bạn, các bạn cắt ra nha, dán nói chung cho kín lại thôi nha các bạn. Rồi các bạn cắt một miếng, các bạn dán lại cái vị trí cũ nha các bạn, cái vị trí một cái lỗ mà mình vừa khoét nè, các bạn dán vô nha, dán nó chặt để cho nước nó khỏi vô nha các bạn, nó bị ẩm nó bị nước vậy á. Rồi mình dán xong nha các bạn, cái này không sao nha các bạn, nhất là các bạn á, các bạn chú ý là dán băng keo này càng mỏng càng tốt nha các bạn, tốt nhất là dùng băng keo cách nhiệt á, băng keo cách nhiệt như băng keo vàng như trên đây nè. Các bạn thấy không? Còn chị ở đây là băng keo màu vàng nha các bạn, tập trung cách nhiệt nha. Ở đây mình, nếu mà các bạn ở nhà không có băng keo cách nhiệt á, mà các bạn dùng băng keo thường cho mình dán ở đây và dán bít cái lỗ cũ mình vừa rọc rạch đó các bạn. Rồi các bạn, nói chung băng keo càng mỏng càng tốt, không có được dùng băng keo dày nha các bạn. Trong băng keo dày á, các bạn gắn vô nó sẽ đội cái màn hình lại lên nha các bạn, nó ảnh hưởng không tốt nha. Sau khi các bạn gắn băng keo rồi, các bạn ráp máy lại cho mình thôi. Rồi đây là một cái chiêu để các bạn xử lý cái điện thoại bị pin phồng, pin bị phù. Tại vì cái này rất nguy hiểm nha các bạn. Các bạn để càng lâu á thì nó ảnh hưởng đến cái điện thoại. Ví dụ như pin phù á, nó làm đốm màn hình á, các bạn không xử lý kịp á thì nó càng bị đốm lan la. Thì mình nói chung mình xử lý ngay từ lúc đầu á, nó mới chớm lên á thì cái khả năng thành công rất cao nha các bạn, nên các bạn xử lý liền cho mình, cái nhất là liền pin phồng pin phù. Nhiều bạn á cái sườn nè các bạn nó phù lên, nó phồng lên nè, nó đội lên như thế này, hoặc là cái màn hình nó đội lên nó bung keo ra luôn nha các bạn, rất là mất thẩm mỹ. Nên ở đây á, nhiều mình khuyên các bạn đó, trong cái nhất là các bạn vùng sâu vùng xa hoặc là vùng khó khăn mà mua pin khó khăn á, các bạn cứ xài tạm thời dùng cái phương pháp này để mà chữa cháy thôi, rồi sau đó các bạn tìm hướng mà các bạn ra mua cục pin xịn và để mà giải quyết được vấn đề này nha các bạn. Rồi các bạn chủ yếu các bạn thay đổi cái thói quen cho mình là hạn chế vừa dùng pin vừa sạc pin nè các bạn, vừa sạc pin mà vừa sử dụng điện thoại nha các bạn, hạn chế cho mình nha, không nên. Ok nha các bạn, đây là cái chiêu rất hay nha các bạn, rồi các bạn có thể áp dụng về phòng chữa cháy lúc chữa cháy nha các bạn. Nhiều bạn mà không để ý á các bạn, nếu mà không khéo tay á các bạn rạch á, đừng không được rạch sâu quá nha các bạn, rạch vừa thôi, rồi các bạn đẩy lùa cái không khí nè cho nó ra cái chỗ cao nhất á, rồi các bạn lấy cái mũi dao hay cái mũi kim các bạn chích vô cái lỗ nhỏ mà các bạn lùa không khí vô ha.
cái iPhone đang start nha các bạn, nó đang đang boot lên, khởi động lên nha các bạn. Các bạn thấy không, khi mình gắn cái sườn vô nó không bị khít, không, nó khít rất khít nha các bạn, nó không bị hở, không bị lồi lõm vậy nha các bạn. Chứ gặp trường hợp mà pin phụ các bạn, nó đội cái sườn này lên, cái pin này lên, nhiều khi nó đội. Nên nhất là mấy iPad nha các bạn, iPad để mọi cái phần phía phía trước nè các bạn, nó sẽ đội lên nha các bạn, nó bung keo luôn nha. Bạn nhìn vô đó tức không thẩm mỹ. Rồi đó cho sau đó là các bạn chỉ cần ráp ốc vô thôi, là gắn hàng ốc lên vô là cho mình là được rồi. Cái chiêu này các bạn áp dụng với tùy loại máy nha các bạn, mà mình đã áp dụng rất nhiều nha. Chứ cả máy Samsung nè, Galaxy nè, rồi mấy cái máy Oppo cũng có nha các bạn, iPhone bên Nokia cũng có luôn nha. Nói chung tùy dòng máy các bạn có thể áp dụng, các bạn sửa chữa được nha. Khuyến cáo là các bạn dùng chữa cháy thôi. Còn cái thời gian ngắn sau các bạn có điều kiện á, các bạn nên mua cục pin mới và thay cho mình nha. Không nên sử dụng cái pin phụ, pin phòng nha các bạn. Nó dùng hạn chế lắm, càng tôi càng nhiều càng tốt nha. Nhất là các bạn thay đổi cái thói quen á, vừa sạc cắm sạc điện thoại, vừa xài pin, vừa cắm sạc mà vừa chơi game hay nghe nhạc gì á, hạn chế nha cho mình nha. Khi các bạn xài nó sẽ gây phù pin rồi cháy nổ nha các bạn, cháy nổ điện thoại rất nhiều trường hợp nha. Nên tốt nhất các bạn không nên vừa cắm sạc vừa chơi game, các bạn cứ rút khi nào sạc full đầy 100% cho mình rồi các bạn lấy ra rồi các bạn sử dụng bình thường nha các bạn. Cục pin á cũng nó cần được nghỉ ngơi nha các bạn, nên các bạn cứ xài mọi tắt nguồn đi, không nên sử dụng thường xuyên để cho nóng pin nóng nha các bạn. Pin càng nóng á nó dễ càng bị phù nha các bạn, không khí bên trong nó sẽ sản sinh ra, nó sẽ bị dễ bị phù pin nha các bạn. Nếu các bạn hạn chế càng nhiều càng tốt cho mình nha. Rồi video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ đỡ viết lại comment dưới video cho mình nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn nha. Và điện tử, sửa chữa điện thoại di động. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình nha. Chào các bạn.